Cứ dùng rau ngót theo cách này, da không chỉ đẹp mà dáng còn cực xinh. Rau ngót được biết đến là một món ăn bổ dưỡng và rất lành tính. Ít ai biết đến rằng rau ngót còn có công dụng làm đẹp và giảm cân. Rau ngót là loại rau phổ biến trong những bữa cơm gia đình người Việt, không chỉ có mùi vị ngọt ngọt, dễ ăn, dễ chế biến, mà loại rau này còn được yêu thích bởi rất nhiều công dụng vàng đối với sức khỏe như thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất dồi dào trong rau ngót còn giúp chị em làm đẹp vô cùng hiệu quả. Cách trị mụn bằng rau ngót hiệu quả trong 2 tuần. Mụn bọc không còn là nỗi ám ảnh khiến bạn tự ti khi giao tiếp nữa. Nhờ công thức trị mụn bọc siêu đơn giản, từ loại lá cực kỳ quen thuộc với mỗi gia đình sau đây, lá rau ngót. Nguyên liệu: 1 nắm lá rau ngót. Cách thực hiện: rau ngót sau khi rửa sạch, bạn cho vào cối giã nát, chắt lấy nước cốt. Sau khi rửa sạch vùng da bị mụn bọc, bạn nên dùng bông gòn thấm nước ép rau ngót hòa đều lên. Phần bã rau đã giã nhỏ, bạn cũng dùng để đắp trực tiếp lên chỗ mụn. Áp dụng cách này hàng ngày và thực hiện 1-2 tuần liên tục, bạn sẽ thấy các mụn bọc nhanh chóng bị dẹp dần đi, không còn sưng tấy đỏ nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể pha nước ép rau ngót này vào nước rửa mặt mỗi ngày 2 lần, sáng và tối, để đề phòng mụn trứng cá, đồng thời làm sạch sâu da từ bên trong và giúp da luôn căng mịn. Da sạch nám trắng hồng với rau ngót và rau mùng tơi. Nguyên liệu: 1 nắm lá rau ngót, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa mật ong. Cách thực hiện: sau khi rửa sạch rau ngót, bạn cho vào cối giã nhỏ để nguyên cả phần bã rau. Sau đó, bạn cho thêm mật ong, chanh tươi vào bát rau ngót vừa giã và trộn đều ba nguyên liệu trên lại với nhau. Sau khi rửa mặt sạch, bạn hãy dùng hỗn hợp trên đắp lên mặt, tập trung nhiều ở vùng da đang bị mụn bọc. Để yên như vậy, từ 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh. Áp dụng cách này 3 lần trên 1 tuần và thực hiện liên tục 1-2 tuần. Kết quả chắc chắn sẽ khiến bạn rất bất ngờ và ngạc nhiên, bởi không chỉ hết sạch mụn bọc, làn da của bạn còn căng mịn, trắng hơn, các vết thâm nám mờ dần và các lỗ chân lông sẽ khít lại tự nhiên. Ăn rau ngót theo cách này, bạn có thể dễ dàng loại bỏ 5kg đơn giản chỉ trong 2 tuần. Không chỉ biết đến là một loại rau được nhiều người ưa thích, mà rau ngót còn có công dụng giảm cân cực tốt mà không phải ai cũng biết đâu nhé. Rau ngót có tính thanh mát, vị ngọt, giải độc, thanh lọc, lợi tiểu, lại ít chất béo, đồng thời chứa vitamin C dồi dào, hơn cả cam và ổi. Nên nếu bạn đang tìm một loại rau có công dụng giảm cân thì đừng bỏ qua loại rau này. Sau đây là cách sử dụng rau ngót giảm cân cho các nàng mũm mĩm. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 mớ rau ngót, 200g thịt nạc xay và các loại gia vị. Cách làm: rau ngót sau khi mua về, bạn nhặt bỏ lá già, sâu, tuốt lấy phần lá xanh đem rửa sạch rồi vo vo cho rau mềm hơn. Hành khô mang bóc vỏ, rửa sạch, đập dập rồi băm nhỏ. Cho nồi lên bếp đun nóng rồi cho chút dầu ăn vào. Chờ dầu sôi thì cho hành vào, phi thơm. Đến khi hành dậy mùi thì cho thịt vào, đảo đều rồi cho chút nước mắm, hạt nêm, bột canh rồi đảo đều. Đến khi thịt chín sân lại thì cho rau ngót vào đảo đều. Đến khi rau ngót tái tái thì cho một tô nước vào, dập vung lại rồi đun sôi. Đến khi sôi rồi bạn mở vung cho mì chính và nêm nếm cho vừa miệng. Thì bắc nồi canh ra, cuối cùng bạn múc canh ra rồi thưởng thức. Cách sử dụng: mỗi ngày ăn một bát canh rau ngót, đồng thời bạn hạn chế ăn tinh bột. Sau một tuần, bạn sẽ thấy cân nặng giảm đi đáng kể.